Thưa quý vị, ngày 12 tháng 4, Công an tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, 15 tháng 4 năm 1974 15 tháng 4 năm 2024. Đến dự có đồng chí Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo một số phòng ban trong Công an tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy phòng cảnh sát cơ động qua các thời kỳ, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đánh giá cao những thành tích và nỗ lực cố gắng của lực lượng cảnh sát cơ động trong suốt thời gian qua. Đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục phát huy, tiếp nối truyền thống 50 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, luôn đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, luôn xứng đáng là lá chắn thép trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân nhân dịp này công an tỉnh cũng đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mặt công tác chuyên môn